kênh Rai3 tóm lược những diễn biến chính chiến sự Ukraine ngày 8 tháng 6. Trong ngày qua, lực lượng Kyiv đã thực hiện một cuộc tấn công lớn khác bằng máy bay không người lái vào các khu vực khác nhau thuộc lãnh thổ Nga hoặc do Moscow kiểm soát. Lần đầu tiên, khu vực Bắc Osetina bị tấn công, nơi một sân bay quân sự ở Modok bị tập kích, và tại lãnh thổ Krasnodar, một trong những trạm biến áp gần Taman bị hư hại. Quân đội Nga đã phá hủy một mục tiêu Ukraine ở Porovsk trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo hướng Slobahansky-Kharkov, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía bắc Volchansk, nơi quân đội Nga đang tấn công khu vực kiên cố của Ukraine trong nhà máy tổng hợp. Theo hướng Kupiansk-Svatove, lực lượng Moscow đang tiến về phía Stepova Novosedivka ở phía bắc ngôi làng. Phía tây Kupiansk-Ulove, cầu vượt sông Oskol bị phá hủy trong một cuộc không kích. Theo hướng Liman, các binh sĩ từ sư đoàn súng trường cơ giới số 144 thuộc tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 20 của Nga đã xông vào một tiền đồn ở ngoại ô Zuravazuri, phía tây Kolikovo. Theo hướng Bakhmut, ở ngoại ô Chasovya, các đơn vị tấn công của Nga đã tiến vào khu trung tâm của tiểu khu Kanan, đánh chiếm thành trì của Ukraine. Theo hướng Kherson, theo một số báo cáo, đội hình Ukraine đã rời Krynki nhưng vẫn chưa thể xác định hay bác bỏ thông tin này. Một đại đội Ukraine mở đợt tấn công vào Ivanovka gần Kupiansk nhưng bất ngờ lọt ổ phục kích của Nga. Đơn vị bị thiệt hại nặng. Kênh Osin Agregato đưa tin, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công hữu hiệu ở phía bắc thị trấn Lipsy, đẩy quân Nga lùi về phía tây làng Hlipovke. Sau nhiều ngày giao tranh, nguồn tin Nga thừa nhận quân đội nước này đã bị đẩy lùi tới phạm vi chỉ cách biên giới Nga 5 km và thậm chí có nguy cơ bị đẩy ra khỏi khu định cư tới địa hình rộng mở hơn. Phần lớn ngôi làng hiện nằm trong khu vực được gọi là vùng xám, nhưng quân đội Nga đang ở trong tình thế bấp bênh. Lực lượng Kyiv đang bắn gián tiếp từ khắp hồ chứa và các máy bay FPV liên tục bay trên không để săn lùng các mục tiêu của đối phương. Khu định cư đang bị tàn phá bởi pháo binh từ cả hai phía. Nếu Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Moscow bật ra khỏi 5 km cuối cùng vào lãnh thổ Nga, thì đó sẽ là bước thụt lùi gây sốc cho tham vọng tạo vùng đệm ở Belgorod của Nga. Kênh Siprep đưa tin, quân đội Nga tiến công ở tiểu khu Kanan của Chasovya và phía bắc Bohdanovka trên hướng Bakhmut. Các nhóm xung kích của Nga đã tiến về phía bắc Kalinovka, Bohdanovka và như đã báo cáo, ở phần trung tâm, cũng như tại toàn bộ đường chiến tuyến ở Kanan, phía đông thành phố Chasovya, lực lượng Moscow đều có những thắng lợi mới. Kênh MD đưa tin, tại tiểu khu Kanan thuộc thành phố Chasovya, quân đội Nga đã chiếm nhà máy sản xuất xe buýt cũ, nay là cơ sở sửa chữa, ở phía bắc và tiến vào trung tâm. Đối với khu vực lân cận phía nam, vẫn chưa có thông tin chính xác. Tại khu vực căn cứ sửa chữa và xa hơn về phía nam, quân Ukraine đã hoàn toàn rút chạy vào vùng cây xanh. Kênh Redovka đưa tin về những thành công của lính dù Nga ở Chasovya và các trận chiến đang diễn ra trên hướng Kharkov. Tại Chasovya, các nhóm xung kích dù của quân đội Nga đang tự tin di chuyển về phía tây, dần dần dọn sạch các khối phố. Hôm nay 8 tháng 6 được đánh dấu bằng việc lực lượng Moscow giải tỏa một số tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Novi ở phía đông Chasovya. Tuy nhiên, không nên mong đợi sự tiến bộ nhanh chóng của Nga, đặc biệt là khi Ukraine lại đang điều động lực lượng dự bị và đưa quân tiếp viện với nhiều vũ khí hiện đại và dồi dào của Mỹ. Các trận chiến đô thị kéo dài có thể là một sai lầm tàn khốc đối với Kyiv. Trong đó, nguồn nhân lực dự trữ bị loại bỏ đáng kể. Về hướng Kharkov, Ukraine tiếp tục phản công bằng lực lượng đã được triển khai, cố gắng đạt được thành công về mặt truyền thông. Lực lượng xung kích sẵn sàng chiến đấu nhất của Kyiv đang giao tranh với quân đội Nga trên khu vực này nhằm cố gắng ngăn cản bước tiến tiếp theo của Moscow. Đó là mục tiêu ưu tiên của họ. Các phi công lái UAV của Nga tích cực gây thiệt hại cho đối phương, phá hủy các bệ pháo và các hệ thống vũ khí khác của Ukraine vốn đang tiếp tục được cung cấp với quy mô lớn cho nhóm phòng thủ ở Volchansk và Lipsy. Ukrainska Pravda đưa tin, đại diện nhóm lực lượng Khotista của quân đội Ukraine, ông Naza Volosin cho biết, lực lượng phòng vệ kiểm soát phần lớn Volchansk Nga đang tăng cường binh lực theo hướng này. Ông Volosin nói, phần lớn thành phố Volchansk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ. Họ kiểm soát hỏa lực của đối phương, gây tổn thất tối đa cho phía Nga và cố gắng tiến về phía trước để giành lại toàn bộ lãnh thổ của chúng ta. Ông Volosin còn cho biết, đối phương đang tăng cường tập trung quân ở phía bắc vùng Kharkov, điều động bổ sung lực lượng từ các hướng khác và cố gắng di chuyển các đơn vị trong khu vực biên giới và điều động lực lượng đổ bộ đường không Nga. Trước đó hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 6, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia
do lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine thành lập báo cáo rằng người Nga đã chuyển các đơn vị của họ từ vùng Kherson sang hướng Kharkov. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 8 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng việc Nga không thực hiện được chiến dịch Kharkov là một kết quả rất có ý nghĩa. Ông nói, hôm nay tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh về tình hình chung. Một kết quả rất đáng chú ý là quân đội Nga đã không thực hiện được chiến dịch Kharkov của mình. Chúng tôi đang cầm trên họ càng nhiều càng tốt và tiêu diệt các đơn vị Nga tiến vào đất của chúng tôi. Khu vực Kharkov được củng cố và sẽ được tăng cường hơn nữa. Cũng có báo cáo về khu vực Donetsk, nơi tình hình khó khăn nhất. Nhà lãnh đạo Zelensky cũng nhấn mạnh, công việc đang được tiến hành để cung cấp thêm lực lượng dự bị cho quân đội Ukraine. Tổng thống nói, giờ đây, nhờ các cuộc đàm phán và gặp gỡ ở Pháp, chúng tôi đã có được giải pháp mới cho quốc phòng Ukraine từ Pháp và Mỹ. Cảm ơn các bạn, có tiến bộ về pháo binh, bao gồm cả việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm ở Ukraine. Chúng tôi đang chuẩn bị một nền tảng sản xuất mới. Cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn cho phòng không và tác chiến điện tử của chúng tôi. Ông cũng tuyên bố rằng, đã có thỏa thuận với các đối tác về các hệ thống phòng không bổ sung cho Ukraine và một số giải pháp này sẽ hoạt động nhanh hơn, còn một số sẽ hoạt động gần mùa thu. Tổng thống nói thêm rằng, các thỏa thuận an ninh mới cho Ukraine gần như đã được chuẩn bị nhưng không nêu rõ với quốc gia nào. Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch tấn công của Nga đang tăng tốc trên khắp các mặt trận trong những ngày qua và giành được những bước tiến đáng kể. Trong 24 giờ qua, trên mặt trận Kharkov, quân đội Ukraine đang tăng cường tấn công vào làng Gribokhe, phía bắc Lipsy. Ở Volchansk, cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Tại khu vực Kupiansk, lực lượng Moscow đang tiến quân ở một số khu vực và thu được những thắng lợi nhỏ về lãnh thổ. Sư đoàn dù số 98 của Nga đã treo cờ Nga ở tiểu khu Kanan, tại phần phía đông Chasovia, khẳng định quyền kiểm soát của họ đối với khu vực đó. Phòng tuyến ở thành phố trên cao sụp đổ quá nhanh, binh sĩ Ukraine bỏ vị trí, tháo chạy hàng loạt. Phía tây Adipka, quân Nga đã tiến sâu vào làng Sokin của Ukraine và triển khai bộ binh. Hãng tin RT dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga đưa tin, bà Yulia Tymoshenko đang nằm trong danh sách truy nã của Nga. Nữ chính trị gia này hiện lãnh đạo Đảng Đối lập Tổ quốc trong Quốc hội Ukraine. Bản tin về nhà hoạt động chính trị kỳ cựu 63 tuổi của Ukraine, người đã tham gia tranh cử Tổng thống 3 lần, bắt đầu thu hút sự chú ý của giới truyền thông hôm 7 tháng 6, dù nó chỉ đề cập tới thông tin bà Tymoshenko bị truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự mà không cung cấp thêm chi tiết. Năm 2005, bà Tymoshenko giữ chức Thủ tướng Ukraine trong vài tháng, sau khi đồng lãnh đạo một loạt cuộc biểu tình được gọi là cách mạng cam, bắt đầu từ kết quả gây tranh cãi của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004. Biến động đã dẫn đến chiến thắng của ông Viktor Yushchenko, một ứng viên Tổng thống thân NATO và phương Tây. Bà Tymoshenko tiếp tục lãnh đạo chính phủ Ukraine từ năm 2007 đến năm 2010, sau khi ông Viktor Yanukovych, người đề xướng duy trì quan hệ hữu nghị với Nga, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2010. Bà Tymoshenko bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt với Moscow. Năm 2011, bà Tymoshenko bị kết án 7 năm tù về tội lạm dụng quyền lực nhưng được thả sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn năm 2014. Nữ cựu thủ tướng đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Ukraine đương nhiệm Volodymyr Zelensky vì đã thâu tóm quá nhiều quyền lực. Cuối năm 2023, bà thúc giục ông Zelensky đưa ra kế hoạch B để giải thoát Ukraine khỏi cái mà bà gọi là tình huống khó khăn và khá bi thảm, ám chỉ cuộc xung đột Ukraine với Nga nhưng không đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào. Nga đã đưa nhiều quan chức Ukraine vào danh sách truy nã, gồm cả ông Zelensky và cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko. Mặc dù bản tin truy nã sau đó đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu công khai, Moscow khẳng định sẽ không để tội ác chiến tranh của Kiev, bao gồm cả các cuộc tấn công vào dân thường, diễn ra mà không bị trừng phạt.